một chiếc Kia Carnival All New 2025. Đấy, thì chiếc xe Kia Carnival này chúng tôi nâng cấp nội thất bên trong nha mọi người, và nâng cấp limousine. Đấy, không gian bên trong nó được thoải mái hơn, màu sắc đã được thay đổi sẽ sáng sủa hơn, đẹp hơn. Đấy, và những cái option bên trong nó sẽ cao cấp, xịn sò hơn so với xe nguyên bản. Đấy, và mời mọi người cùng xem chi tiết của nâng cấp này sẽ có những option gì nha. Đi sâu vào gói nâng cấp cho chiếc xe Kia Carnival này thì đầu tiên em sẽ giới thiệu mọi người ở hàng ghế thứ hai trước nha. Thì ghế zin ở hàng 2 Naika đã tháo ra. Với cái mẫu xe Carnival All New 2025 này thì ghế zin nó giống như những mẫu xe đời khác thôi. Nó không có option gì gọi là quá gọi là sang trọng và đẳng cấp hết anh em. Thì chính vì thế cho nên là chiếc xe này chúng tôi đã nâng cấp lên một cái cặp ghế VIP ha. Cặp ghế này thì chúng ta có hệ thống chỉnh điện, đó là 6 hướng bao gồm có là nâng lưng nè. Đấy, trượt tiến lùi. Trượt tiến lùi. Đấy, và nâng hạ bệ đế chân. Nâng hạ bệ đế chân. Đấy. Rồi và ở trên phần da của ghế VIP này thì Naika đã bọc lại, đó là da nappa về màu nâu. Nâu này về theo kiểu là nâu cà phê sữa nha anh em. Rất là đẹp luôn nha. Trên bề mặt da thì đã có đục lỗ tạo hoa văn hình quả trám luôn nè. Đấy, có dây xích bèo đa điểm nè, ba điểm luôn nha mọi người. Đấy, gối đầu theo kiểu là mây bắp đó, hai bể tì tay hai bên. Đấy, rồi ở phần bên thành ghế thì cũng đã được lắp đặt thêm một bộ công tắc để mà điều chỉnh ha. Công tắc điều chỉnh. Đấy, có luôn phần công tắc nhỏ để mà điều chỉnh những tính năng, ví dụ như là massage, sưởi và quạt mát. Đó, cổng sạc USB, cổng sạc taxi, đèn led viền trang trí. Đấy, và một điều đặc biệt ở mẫu ghế limousine này đó chính là ở hàng ghế thứ hai nha mọi người. Hàng ghế thứ hai thì cái khoảng cách ở giữa hai ghế nó khá là rộng luôn nha. Đấy, nó hơn 20cm cho mọi người, nó rất là rộng. Cho nên cái việc mà chúng ta di chuyển xuống hàng ghế thứ ba nó sẽ dễ dàng hơn. Để em sẽ test luôn mọi người cùng xem nè. Đấy, test luôn. Đầu tiên là cái cảm giác ngồi nè. Em thì hơn 80kg nha mọi người. Hơn 80 cân. Và cái cảm giác ngồi thì nó rất là thoải mái. Đấy, cũng như là khi mà đi xuống hàng ba thì nó không có vướng hay là nó cắn gì hết em. Chúng ta dễ dàng đi xuống hàng ghế thứ ba như thế này. Đó, và cái việc đi lên thì nó cũng dễ dàng. Đi lên đi xuống nó cũng khá là dễ dàng. Nó không có vướng đụng hay là cắn gì hết anh em. Đấy. Đi xuống hàng ghế, đi lên hàng ghế thứ hai, thứ ba. Việc di chuyển nó khá là dễ dàng luôn nha. Và hai ghế limousine này được lắp đặt rất là chắc chắn ở trên bề mặt sàn của xe. Và hệ thống điện cấp cho hai ghế này là hệ thống điện chúng tôi đều đi độc lập hết thông qua cầu chì và rồ lê, cho nên là rất là an toàn cho xe nha mọi người. Đó. Ở kho hành khách thứ hai này thì Naika cũng trang bị luôn, đó là một bộ sàn gỗ du thuyền. Đấy, có logo Kia Carnival, có led đổi màu ở giữa nha mọi người. Đấy, phần sàn này ưu điểm của nó là không thấm nước và rất là rít cũng như rất là bền bỉ ha. Màu sắc thì rất là đa dạng ha, chúng ta có thể chọn cái màu sắc của sàn theo ý thích. Đó. Và khi lắp đặt sàn tại Naika thì không thể nào thiếu, đó là hai nẹp inox chống trầy, cửa lùa có led ở hai bên như thế này, không thể nào thiếu được ha. Đó. Rồi, đó là hàng ghế thứ hai. Lên đến hàng ghế phía trước nè mọi người. Hàng ghế phía trước thì hai ghế tài và ghế phụ em cũng đã bọc lại da nappa, màu sắc thì giống như màu nội thất rồi, màu nâu cà phê sữa. Những đường nét đục lỗ tạo hoa văn ở trên hai ghế này nó cũng chung ngôn ngữ thiết kế với hàng ghế thứ hai. Đó, đều đục lỗ hình quả trám tạo hoa văn. Bề tì tay ở giữa cũng vậy, bề tì tay cũng đã được bọc lại da. Cái phần chi tiết nhựa ở phần con ngựa giữa thì em cũng đã sơn chuyển đổi màu về màu nâu cho nó đồng bộ với cái màu sắc của da nha mọi người ha. Lót sàn phần tài phụ này nó là lót sàn bằng gỗ luôn. Ra đến phần tắp bi cửa thì cũng đã phối chuyển màu về
theo kiểu là màu nâu phối màu đen ha. Phần này thì sẽ đã được bọc lại da, bọc lại da, đục lỗ tạo hoa văn. Phần bên dưới này được sơn chuyển đổi màu về màu nâu giống như màu da luôn. Và cái phần này nè, cái phần này nè, phần này mọi người, phần này nếu là nguyên bản của con xe Carnival 2025, nó được sơn sơn theo kiểu là màu nâu, nâu đắp, nâu đỏ thì nó không có đẹp, nó không có sang trọng nha mọi người ha. Điểm này khá là xấu. Và chúng tôi đã sơn đỏ đen bóng piano rất là đẹp luôn nha, sẽ giống như mẫu ở Carnival ở hôm trước. Đi ra hàng ghế thứ ba thì ghế hàng ba nguyên bản chúng tôi đã tháo ra nha mọi người, tháo ghế hàng ba nguyên bản ra ha, và nâng cấp vào đó là một cái băng ba nguyên khối ngã thành giường như thế này. Băng ba này thì chúng ta dễ dàng điều chỉnh cho nó trượt tiến lùi nha mọi người, cũng như là nâng hạ lưng. Cái phần này là nó điều chỉnh điện hết nha. Đấy, hiện tại thì em đang ấn nút để bà cho nó điều chỉnh nâng hạ lưng nè. Đây, đây là hạ lưng nè, cũng như là trượt tiến lùi ha. Sẽ có một cụm công tắc ở phía sau lưng của cái băng ba này mọi người. Đây, đây là cụm công tắc ở phía sau nè, để mà chúng ta có thể điều chỉnh. Đấy, điều chỉnh hạ lưng nè. Cũng như là sẽ có một cụm công tắc ở trong cái bệ tì tay này. Đây, đây là cái cụm công tắc để mà khi mà chúng ta ngồi trên ghế để chúng ta có thể điều chỉnh. Đó, công tắc cảm ứng nha mọi người ha. Cổng sạc USB, cổng sạc Type-C, sạc không dây, và hai cái hốc để ly. Và chúng ta không sử dụng thì chúng ta gập gọn lại, và khi đi xa thì chúng ta nằm nghỉ ngơi ở trên chiếc băng ba này. Bên cạnh đó thì băng ba này cũng đã được bọc lại da, da nắp ba ha, cùng chất liệu da với ghế hàng hai cũng như ghế tài phụ luôn. Đó, đục lỗ tạo hoa văn rất là thông thoáng khí. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy là ở giữa trên trần chúng tôi cũng trang bị thêm một chiếc màn hình Android ốp trần kích thước là 15.6 inch. Màn này là màn hình điều chỉnh điện cho mọi người, và kết nối được với âm thanh nguyên bản của xe. Để trên những chuyến đi xa thì chúng ta có thể kết nối với YouTube để mà chúng ta xem phim, nghe nhạc cho nó thoải mái hơn ha. Đấy, và đó là tổng quan cái gói nâng cấp cho chiếc Kia Carnival All New 2025 này. Sẽ có đó là nâng cấp ở ghế hàng hai nè, nâng cấp sàn nè, đổi màu nội thất toàn bộ nè, cũng như là bọc da đổi màu nội thất nè. Ghế hàng ba thì nâng cấp lên băng ba theo kiểu sofa bed ngã thành giường, và một chiếc màn hình Android ốp trần với mức tài chính lăn quanh là 130 triệu, thì chúng ta đã có một khoang nội thất như thế này và rất là đẹp. Công năng sử dụng thì có rất là nhiều tính năng tiện ích ha. Đấy, và mọi người có thắc mắc gì về gói nâng cấp nội thất nguyên sinh như thế này dành cho chiếc Kia Carnival All New 2025 thì comment phía dưới chúng tôi sẽ giải đáp một cách chi tiết nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.